Chủ Mô Mô Minh xin kính chào quý khách. Hôm nay bên em quay một clip để giới thiệu đến quý khách một tác phẩm cực kỳ VIP của bên em. Tác phẩm này bên em có rất là nhiều kích thước từ 1m1, 1m4, 1m5, 1m9 cho đến hơn 2m bên em đều có nhá. Và ở đây đang quay cho các bác này là giá ngà tứ linh, người phục long di quy phục. Bức này của bên em là cao 1m, là ngang là 1m9, cao là hơn 2m các bác nhá. Ngang 1m9 và cao là hơn 2m, rất là đẹp. Và bức này của bên em đang quay cho các bác xem là hàng bồng hoàn toàn luôn, hàng bồng hoàn toàn nhá. Bức này nếu như là các bác ưng thì sau đó bên em sẽ đưa vào giấy giáp và hoàn thiện, báo giá luôn ở trên Thương Ít cho các bác. Bức này bên em là 58 triệu, bao hoàn thiện và bao miễn phí vận chuyển toàn quốc luôn nhá. Sau em thì em sẽ quay kỹ từng chi tiết cũng như là giới thiệu để cho các bác có thể chiêm ngưỡng này cũng là hiểu ý nghĩa khi mà bấy máy giá ngà tứ linh này nhá. Đây là giá ngà tứ linh các bác nhá. Các bác có thể thấy là bên em bày, nếu như mà các bác bày cái bức này ở trong phòng khách thì nó cực kỳ là uy quyền, nó rất là sang, rất là đẳng cấp. Bức này của bên em là hàng mộc, chất liệu là gỗ hương đá nhá. Hàng mộc, gỗ hương đá. Các bác biết là cái giá ngà tứ linh và cũng như là cái hình ảnh tứ linh là có từ thời vua chúa đã bày rồi. Vì thế các bác bày cái này vừa sang trọng, vừa uy quyền mà nó còn mang đến rất là nhiều may mắn và là một bảo bối trong phong thủy, giúp hóa giải những cái điều xấu và mang đến rất là nhiều ý nghĩa cho cái không gian của gia đình mình. Đến hết cái phần ngà là cao 2m và ngang là 1m8. Bức này của bên em vẫn đang để mộc hoàn toàn và giá của bên em là 58 triệu bao hoàn thiện và bao vận chuyển toàn quốc cho các bác của giá ngà tứ linh này. Bên em có rất là nhiều kích thước nhá, từ 1m1 này đến hơn 2m để cho phù hợp với không gian phòng khách của tất cả các bác. Bức này của bên em thì là sâu dày là 55 phân. Còn sâu dày của cái phần tứ linh, cái phần mà cắm ngà ấy, thì là 30 phân. Và cao từ đế lên đến hết cái phần kỷ là 30, là 42 nhá. Được tứ linh rất là đẹp luôn, nguyên mộc. Sau đây thì sẽ quay sát để cho các bác có thể ngắm được từ long lân quy phượng bên em được kỹ như thế nào, hay là những chi tiết vân mây ở xung quanh tác phẩm. Đây đây đây, quay từ phần trên đi nhé. Các bác thấy là cái giá ngà này của bên em thì bên em đục hai bên là rồng, ở trên là phượng và ở dưới là có quy và lân, rất là đẹp luôn nhá. Cái phần thân rồng đục uốn lượn và những cái phần râu này hay là những cái phần móng vuốt bên em đều đục rất là kỹ. Hai bên miệng rồng là hai cái chỗ để cắm ngà. Và cái bức này của bên em là gỗ hương đá các bác nhá. Hàng nguyên mộc 58 triệu. Em sẽ quay sát để cho các bác xem rồng nhá. Em quay sát cho các bác xem rồng ở bên này đi. Các bác biết là rồng thì là biểu tượng của quyền lực và cao quý. Trong quan niệm thì rồng mang đến rất là nhiều điều tốt lành, may mắn, phú quý và bình an. Và bên em đục cũng rất là kinh bông. Các bác có thể thấy là em luồn tay vào thoải mái này. Em luồn tay vào thoải mái những cái râu rồng này, đục nổi hẳn lên rất là kỹ. Mà bức này đặc biệt là vân rất là đẹp luôn. Vân gỗ hương đá nhưng mà vân rất là đẹp. Này các bạn nhìn này, cực rất là kỹ này, từng cái râu rồng rất là kênh bong luôn nhá. Chân này, móng vuốt này. Quay cho các bác xem vào rồng ở bên phải nhá. Đây các bác thấy này, đây là cái phần răng nanh này, mắt này. Quay xa để các bác có thể nhìn thấy là cái phần đuôi rồng nó bắt cả lên đây luôn nhá. Đây các bác nhìn cái phần thân rồng của bên này. Các bác nhìn cái phần thân rồng của bên em này, từ cái phần này, cái phần thân này vắt lên ngược lên đây, uốn lượn và cái đuôi rồng vắt lên đây, rất là đẹp luôn. Tác phẩm tứ linh uốn lượn quanh tác phẩm. Nếu như mà các bác ưng cái bức này thì có thể nhắn tin ngay cho bên em, và bức này của bên em đặc biệt là đục cả hai mặt luôn, đục tứ diện các bác nhá, đục tứ diện long lân quy phượng. Em sẽ quay kỹ để cho các bác có thể xem được phượng nhá. Các bác thấy là ở giữa, chính giữa của tác phẩm, chính giữa của tác phẩm thì bên em có đục phượng, hoặc còn gọi là phụng, là biểu tượng của đức hạnh, là biểu tượng của sự hòa hợp, sự hài hòa.
Đây các anh nhìn này, diện mặt này, diện mặt bên em cũng đục rất là kênh này. Đây là hai cái cánh này tỏa ra này, hai cái cánh tỏa ra rất là đẹp này. Đây là những cái phần đuôi của nó này, rất là uốn lượn này. Đây, đây là cái phần đuôi này, đấy các bác có thể thấy những vân mây này cũng rất là đẹp. Ở ở đây thì trên cái phần thân rồng thì có một cái cuốn thư, một cuốn hương, và quay ở xuống dưới này cho các bác xem. Quy và lân, kỳ lân thì là biểu tượng của sự thông minh và tốt lành. Tứ linh là một, các bác có thể thấy là tứ linh thì được rất là nhiều người ưa chuộng và nó mang đến sự quyền lực, sự dũng mãnh và sự mạnh mẽ. Thì các bác nhìn lân bên này cũng rất là kỹ nhá, từ cái diện mặt này, từ cái diện mặt này đến cái phần miệng này, những cái răng này, các bác có thể thấy này, đây là lân này. Các bác nhìn uốn lượn nhá. Đây là cái phần đuôi này. Đấy, đuôi nó rất là cong nên em đục nó rất là đẹp, nó như là những cái vân mây. Còn cái phần chân này đang cưỡi ở trên cái phần là những cái đám mây. Nó rất là đẹp. Các bác có thể thấy là đục cực kỳ kỹ. Đây là quy nhá. Quy này đang phun nước nhá. Các bác thấy này, đục cũng rất là tinh bong luôn. Quy thì là biểu làm một con vật có thật và đại diện cho tuổi thọ và sức mạnh. Đục rất là kỹ luôn, long lân quy phượng. Đó. Cái này là rất là nhiều kích thước. Cái bức mộc đang quay cho các bác đây là 1m9, cao 2m, bên em bán là 58 triệu. Đặc biệt cái phần đế của bên em cũng đục rồng luôn các bác nhé. Cái phần đế này đục rồng nổi hẳn lên trên mặt, đục đối xứng, đục đối xứng rồng nổi hết lên trên mặt luôn này. Đây là cái phần ván này, các bác thấy này, đục nổi lên rất là đẹp này. Các bác nhìn nhá, nếu như mà các bác em quay chi tiết cho các bác xem, nếu mà các bác ưng thì có thể nhắn tin ngay cho bên em bức này nguyên mộc. Sau đây thì em sẽ quay cho các bác xem một bức cam, một bức ngang 1m1 mà bên em đã hoàn thiện rồi nhá. Đánh giấy giáp PU rất là kỹ. Vân khi mà giấy giáp PU thì vân nó sẽ nổi lên rất là đẹp, nên các bác nhìn như là cái phần này như là mặt trời. Đây. Đây là cái phần đây là phượng này. Đây các bác quay cho các bác xem phượng này. Đây là phượng nhá. Phượng này, đây là những cái đuôi phượng này. Những cái đuôi này, đấy các bác thấy là đây là những cái đuôi. Còn ở dưới này thì cũng là quy và lân. Đây, sau khi hoàn thiện thì có thể là các bác nhìn cái tác phẩm hoàn thiện rồi thì nó sẽ dễ nhìn ra hơn. Đây là quy này, đây là lân này, thân này, đuôi này, chân này, rất là đẹp. Quay xa để các bác có thể thấy được là toàn bộ tác phẩm nhá. Bức này sau khi hoàn thiện của bên em báo giá cho các bác là 24 triệu các bác nhá. Hai tứ linh ở trong nhà thì sẽ mang đến bình an, như là mang đến may mắn, rất là đẳng cấp luôn. Mà khi mà các bác bày cái tác phẩm này, khách đến nhà thấy nó rất là hoành tráng, mà cực kỳ là đẹp và bắt mắt luôn các bác nhé. Đục rất là kỹ, từng chi tiết. Giá là tứ linh này sau khi hoàn thiện ngang 1m1 và cao là 1m56, bên em có giá là 24 triệu. Tác phẩm này là gỗ hương đá, bên em có 1m1, 1m4, 1m5, 1m9, 1m8 đến hơn 2m. Các bác có thể nhắn tin, bên em sẽ gửi ảnh, tại vì là nó đều là một cái phong như nhau. Bên em chỉ like cho các bác hai mẫu, là một mẫu đã hoàn thiện và một mẫu là hàng mộc, để các bác có thể chiêm ngưỡng được cái nét đẹp của tác phẩm khi mà để mộc này hay là khi mà hoàn thiện nhá. Nếu như mà các bác quan tâm thì các bác có thể nhắn tin hoặc là gọi điện trực tiếp cho bên em theo hai số điện thoại của bên em đã để ở trên màn hình. Nếu như mà các bác
ưng bất kỳ mẫu nào thì các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng của bên em để chiêm ngưỡng cũng như là ngắm các tác phẩm nhá. Cảm ơn các bác đã xem video clip về tác phẩm giá ngà tứ linh của sổ mẫu Quang Vinh. Xin chào tất cả các bác.